Rồi, có gì thì khổ quá chứ. Đó, rồi đứng dậy, rồi ngồi xuống. Ôi trời ơi, chị ra hả? Ni vô Mỹ thì xỉn. Không biết nghe, ngồi xuống. Đứng dậy, ở trời mới ngon chứ có gì đâu. Rồi thôi, ngồi xuống đi, cái này bổ. Rồi, đứng dậy, ngồi xuống. Rồi, đứng dậy, ngồi xuống, đau à? À, hai cái đầu gối quỳ không không được, như là vậy là lên quỳ lại Phật được không? Không, không. À. Quỳ tụng kinh là ngồi trên cái ghế giống như ghế đổng vậy đó. Bị bao lâu rồi? Khoảng 3 năm nay. 3 năm nay, dạ. Bây giờ phải chữa cho khỏi. Có người nhà đang gì? Không. Sao vậy? Tử cố vô thân mà. Không, mà đúng người dân đang quỳ đó. Đây còn mở quận 1 rồi, dài dào rồi. Thôi, cảm ơn dài dào. Rồi. Rồi, rồi phải chống vậy nè hả? Rồi, ok. Rồi, xin tiếp tục. Ôi trời trời ơi. Rồi, rồi, rồi. Thấy cái tướng cũng không xong lắm rồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 75. Thôi còn trẻ lắm, thôi ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống. Rồi, đứng dậy. Không có ngồi sát xuống được hả? Cứ vậy thôi. Ôi trời ơi, chỉ có đại Phật được không? Chắc không? Bà này chắc chỉ huy. Rồi chứ không không? Không có cùng người biết. Trời ơi, mấy con kia cười. Trời đất ơi, tôi nói mấy bà đừng có cười. Mà không gặp tôi là mấy con tương lai cũng là sẽ như vậy đó. Đấy, đúng không chị em? Rồi. Trời đất ơi. Rồi thôi, cảm ơn chị. Chị là người mẫu đau khúc gối này. Rồi, vậy. Trời ơi. Mẹ ơi, cho nên là thấy là mặt đẹp ngon lành, tướng ngon lành chứ đừng có tưởng bở nha. Đó, đó, con nhìn trời ơi, con người nào cũng khệ nệ đó. Con đi ra quanh quanh vực ra đã đấu 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 trời cũng vậy. Không ngồi sát xuống nữa. Không ngồi sát được phải không? Rồi, cảm ơn nhiều vậy. Không, cảm ơn. Vậy nè. Ôi trời ơi. Tại mới chích thuốc á, chích steroid rồi, okay. Mà có sưng không? Sưng người rút nước ra mới chích vô khoảng vài tháng. À, mà bây giờ hiện nay có sưng nóng mà ăn rước làm gì? À, cũng làm văn phòng được không ạ? Mà đi giám đốc nhiều quá. Mẹ ngồi cứ chỉ tay không cho nên chân có đi chết rồi mới rước nổi. Thôi, mời bán. Rồi, ngồi xuống. Rồi, trời ơi, thôi, trong bác này, thôi lần thôi. Rồi. Con cũng ngon lắm chứ anh. Đau quá sao? Thỉnh thoảng mới đau. Hả? Thỉnh thoảng thôi. Lên cầu thang đó, thỉnh thoảng lên cầu thang. À, lên thỉnh thoảng lên cầu thang mới đau. À, vậy là ăn ghé vô đám này đúng không? Bổ bề ngang, cũng bổ bề dọc. Rồi đó. Rồi theo. Ngồi xuống đến nhà là mệt vậy đó hả? Đau. Đau luôn cái lưng. Thôi ngồi xuống đi. Chị ngồi đứng lên kia là chị chó. Sao? Ôi trời. Đừng. Ở đây tôi thấy mọi người cứ ngại ngã như phía này không vậy? Đau cốt cốt phải vậy? Rồi sao? Không, tại đầu gối cũng lâu lâu lên thang lầu nó đau thôi, mới đây thôi, không có lâu mấy tháng nay. Mấy tháng nay thôi? Còn cái giò với cái tay đó nó nhức mỏi hai mấy năm, mỏi lắm, không có nhức. Nó mỏi. Mà hôm nay có trường đá chưa? Đá. Có trường đá chưa? Chưa, mới mua hồi nãy. Rồi trường đá chưa? Tối nay bắt đầu trường hả? Trời ơi, chị biểu diễn trường đà hạm chứ mà mỗi tay mà cũng nghe mỗi tay có chân lúc đó đi. Trời ơi bà ơi, bà làm tôi nghe tôi sợ quá, ngồi xuống đi. Trời ơi. Rồi, ngồi xuống. Sao nữa? Hơi nặng nề phải không?
không sao. Rồi được rồi, không có xích, ngồi xuống đi. Rồi hôm nay có giường đá chưa? Dạ chưa, mới mua. À mới mua rồi, nhớ là có đi giường. Rồi ngồi xuống. Sao rồi? Nó đau cái đầu gối. Có xưng không? Dạ. Rồi thôi ngồi xuống đi, nó lão đảo đảo vậy. Nó hơi chóng vậy. Rồi thôi em ngồi xuống đi cho nó ê ê đẹp này. Sao vậy? Có sưng không? Lúc đau thì nó sưng mà lúc này thì nó không có sưng. Lúc đang sưng nha. Rồi ôi sưng rồi xuống đi. À, mời bác. Bác không đứng được. Có đứng được không? Không đứng được. Ôi trời ơi. Rồi, bao nhiêu tuổi rồi? 73. Rồi, mấy? 78. Mới 78 mà sao yếu vậy? Thôi, ngồi xuống đi. Rồi đó. Đó, mấy cái này ghê, mà bể chết luôn rồi. Rồi, ngồi xuống. Tôi về đây thấy cũng ngon lắm chứ đâu có gì đâu. Mày thôi, ừ, ngồi xuống rồi. Mày tướng này thì phải ngồi dưới nó về ngon rồi. Thầy, cái chân này em sưng, chân bự chân đỏ thầy. Mày có sưng có đỏ lên. Dạ không, cái sưng nè thầy cho, cái chân này bự, chân này nhỏ. Với lại cái chân này nó mà đau. Mà cái quần này sao tôi thấy được kéo lên coi. Tự nhiên nó là chân nhỏ, chân to. Chân này bự rồi chân này nhỏ. Với lại em lên cái cầu thang, cái đầu gối em phải dịch đi mới xuống đi lên được. Đau có phải nắm gì mới đi xuống đi lên được. Ừ, rồi lớn tuổi rồi phải vậy chứ sao vậy? Rồi ngồi lập còn ở Việt Nam. Bây giờ rồi rồi. Sao? Mỏi quá. Mỏi quá hả? Rồi ngồi xuống. Rồi. Chỉ có con là gọi là hiệu quả nhất trong cái môn của thật chỉ. Cho nên là mọi người thấy là khi mà những anh chị em bị khớp gối đây á, chúng ta sau cái đợt điều trị xong là tất cả sẽ đứng dậy ngồi xuống một cách dễ dàng. Rồi tôi lấy ở đây có hai cái lỗ đây ngay cái đầu gối này, tôi cầm ở đây ha. Rồi chị này á là cũng nắm ở đây, nắm ở đây giữ đây. Thấy chưa? Rồi, tôi sẽ nắm cái hai ngón cái tôi kéo xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi kéo xong rồi, bắt đầu tôi mới dời cái chân xuống, cái tay tôi xuống. Mà khi dời xuống ấy, thì tôi bóp ở đâu? Tôi bóp bằng bốn cái tay này. Tôi bóp đây. Thấy chưa? Đó, tôi bóp xuống đây. Rồi, khi tôi bóp xuống đây rồi, tôi dùng ba ngón tay này tôi đặt vô cái hốc của cái cổ chân ha. Rồi tôi tiếp tục kéo xuống nữa, được chưa? Rồi tôi kéo xuống nữa, rồi sau đó tôi sẽ dùng cái một cái ngón cái chặn ở giữa ngón một và hai, và ở đây thì tôi đẩy lên, và sau khi đẩy lên 15 cái rồi tôi chặn ở đây, tôi lại tiếp tục đẩy đây. Rồi đẩy đây xong rồi, tôi tiếp tục đẩy hai cái lượt này. Gọi là bơm máu xuống chân. Ok, rồi mời mọi người vào chỗ ngồi. Rồi, ngồi xuống. Đứng dậy. Cảm ơn thầy đã có lòng giúp chị một cái gót để cái đầu gối. Và cũng cảm ơn thầy Duy Trân. Đây là thầy Duy Trân phước lành đây xuống cho con được thưởng các thuốc ngày hôm nay. Thầy Duy Trân và thầy đã trị được cho con. Và cảm ơn. Rồi ngồi xuống đứng dậy thử có được không? Có khá lên không? À, đứng dậy. Rồi sao rồi? Có biểu ý kiến? Dạ. Sau khi mà chú đó chú dùng mà sửa cho tôi đó, thì tôi thấy đứng dậy nó đỡ hơn nhiều lắm. Chứ hồi mà lúc đầu thì ngồi không có sát. Dạ, vậy được dạ. Rồi. Bây giờ là chịu khó chùa chú nhé. Dạ. Tôi để một người rửa cho.
Rồi, xin cảm ơn. Dạ, xin mời. Không. Ừ. Giỏi vậy. Sao rồi? Dạ, xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy. Trước khi chưa làm cái chuyện nó mỏi mỏi, bây giờ làm hết rồi. Cảm ơn. Rồi, ôi trời. Được rồi. Sao rồi? Ừ, nữa. Từ hồi nãy đứng lên dậy đứng ngồi xuống cũng được, nhưng mà phải dừng cái đầu gối. À. Bây giờ thì khỏi dừng. Cảm ơn chị. Chị cái chân là bị cái gì đó? Chích thuốc. À, chích thuốc. Rồi chiều thứ sau. Dạ. Không có gì để nói. Dạ, không có gì nói. Chia tay nhau thì đây. Cảm ơn thầy, chỉ là cảm ơn anh Thái Minh với lại anh Vì Nãy mới làm đó. Thì bây giờ thấy tôi được đứng lên hồi xuống, khỏi cần chống cái đầu gối rồi đó. Đó. Dạ. Chứ hồi trước là ngồi thì tại ngồi xuống như vậy là không được rồi đó. À, nó làm giữ cho chi là giỏi vậy. À, trời ơi. À, nhìn nó đẹp trai vậy thấy nó hơi bực mình. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Dạ, xin lỗi, cảm ơn chị. Để xích lên, để micro xích lên. Tôi thì khoảng 30 năm. Ừ. Nhưng mà ai thấy tưởng đâu tôi ngon lắm. Ừ. Thật là tôi chưa bận lắm. Mà cái chân này là cứ như chị Lê Thọ nói là một chị thương, là nó đau tới chị Thọ. Nó kéo cái này cũng đau, nó tới cái hông nữa. Nêu cũng đau, ví dụ tôi ngồi nó để lại tháng 7 tôi bị cho hết bệnh. Tôi là bệnh sinh, ổ chiều với lại con quả. Tôi không dám ngồi trước, bà con. Ngồi trước cái bệnh của nó. Thành ra tôi phải bò bò. Thì hôm nay là cô Liên, tôi giúp. Tôi nghe mấy mẹ, cứ lên bệnh. Teo lúc nào cũng tôi trường, teo 4-5 kg lên. Đi tôi phải đai. Bây giờ tôi khuyên chị nghe nè. Tại chị chịu khó, ngay nào cũng trường đã. Ngay nào cũng trường đã lắm. Rồi sau đó là thỉnh thoảng là ở chùa có tổ chức chữa bệnh, chị nên đến bây giờ anh em tôi trợ giúp chị bệnh. À, rồi ngon lành rồi hả? Không. Mọi người đó không có làm gì nữa. Ừ. Chỉ muốn ngồi này phải nắm cái tay. À, bây giờ ngồi vậy được rồi. Càng khóc tay. Cô Liên á. Rồi, thôi mừng quá. À, khi nào mà đau cái đi, lấy cái đi bay qua Slovakia để mà chữa nha. Tôi Việt Nam, tôi đông chờ bác sĩ hết. À. Nếu bác sĩ có tôi bệnh, tôi đông chờ. Không đi hợp ngay đi. Rồi, người đẹp. À, ôi trời ơi, không có nghẹo lắm à. À, em bị lúc em đi làm văn phòng rồi em bị té lúc đó em sang coi mấy cái sáng tháng thôi thì em té thẳng xuống như vậy thì cái trong cái thấy ngồi cái đốt sống của em nó bị lở cái đệ bị đệ nó bị trợt bên ngoài và cái đốt cuối cùng hai cái đốt cùng của em nó không có thẳng, nó không có dẫn đi ra ngoài mà nó bị cong vô trong, nó cong vô trong, nó đi ngược lại. Em đã bị khoảng 23 năm. Chân em thì lúc nào nó cũng nặng hết. Nhưng mà bên đây khi em đi nó giống như là có ai đang cắt cái gân của em vậy. Nó rất là đau. Lúc là vừa trị thì nó nhẹ hẳn. Thế nó nhẹ được hả? Dạ, nó nhẹ hẳn. Nhưng cái đau nó vẫn còn. Đúng rồi. Không quên cái đó bị mình bị chấn thương rồi. Dạ. Thì nó để lại một cái tì vết đó thì phải có thời gian lâu lâu chút xíu. Dạ. À, rồi. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Giang để giúp em nhẹ bớt cái chân. Em cũng cảm ơn thầy Duy Trân cho mình có cái cơ hội. Rồi, cảm ơn. Mọi người đi xử hết. Tôi thì Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm. Dạ. Chùa này. Rồi. Sư phụ tôi là Thích Kim Trân. À. Thì giờ tôi cũng cảm ơn các thầy đã đến đây truyền đạt cho mấy anh chị để mà giúp cho các bệnh nhân rồi
được trị được thoải mái. Dạ. Tôi thì giờ là khỏe, hồi nãy tôi ngồi xuống không được, bây giờ tôi ngồi xuống đây. Oh, hay quá. Thấy được thấy là đỡ được tận 60% tốt lắm rồi. Em cái nữa đi. Ở trên hả? Rồi cảm ơn các thầy nhiều lắm. Thôi, mọi người á là mình là coi như là mình là con nhà Phật. thử hả? Ôi trời, ngon thế nè. Trời ơi, giỏi vậy. Đỡ nhiều hả? Để sáng này vô nè. À, tốt lắm rồi, thấy ngồi là đủ tiếp phục rồi. Rồi xin cảm ơn. Rồi. Đấy. Hồi sáng này là cái chân mình đứt vậy nó còn cục cục. Giờ thì thấy nó đỡ lắm rồi, nó đỡ nhiều lắm. Rồi. Cảm ơn thầy, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quý thầy, chứ không phải là các thầy, quý thầy. Và đồng thời cũng xin cảm ơn phó bác sĩ mãi bóp tôi. Phó bác sĩ là nào đi. Nói là nãy là bấm cho tôi chứ đừng có nói bóp. Xin mời cảm ơn. Dạ, ôi trời ơi, ngon lắm chứ. Hết cục cục rồi hả? Rồi. Ước. Thế rồi. Thì bình thường thì tôi đứng lên ngồi xuống thì không sao. Chỉ có cảm giác hơi nặng nề chút thôi, thì sau điều trị thì bây giờ mình đứng lên ngồi xuống thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em. Cảm ơn bác em lắm. Quay lên quần. Ở chứ không đứng dậy được. Đứng dậy hết thành bụng. Exercise 50% cái này ngon nha. Ngon lắm. Dạ. Nó sẽ không được. Giờ sao rồi? Đỡ rồi hả? Rồi. Cảm ơn chị. Mình bị mỏi giò với mỏi chân. Mỏi chân phải chứ. Mỏi cái giò mà mỏi cái chân mà mỏi cái giò. Mỏi là mỏi mà hai mươi mấy năm rồi đó. Ừ. Ừ mà đâu có dám có thức. Trời đất ơi, thật kỳ vậy. Rồi bây giờ sao rồi? Bây giờ đỡ mỏi chút rồi, anh nó làm đỡ. Cảm ơn nha, nha. Trời ơi. Cảm ơn. Rồi, được rồi, cảm ơn chị. Sao rồi, đứng lớp chị? Dạ, phải ngồi lên nghe. Cái giò bên này á thì đi xuống cầu thang á, đi phải phải lớp. Bây giờ chiều nay về đi cầu thang mới biết là nó hót trong hót, nhưng mà cái lưng bây giờ nó nhẹ lắm. Giờ nó giống như nó không á. Nếu mà chiều nay mà đi chưa hết á thì sáng nay đi chữa nữa. Dạ. Bây giờ phải về đi cầu thang á mới biết là mình có đi được. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn vì em hát hát vì em là ngọc.
đã làm cho dù nhiều cơ mà nhiều giận nhiều thương nhưng mà làm cho dù thương nhau. Đây, xin cảm ơn. Viêm chân. Nga hiện đang mỗi người đi cô cũng mới lên thấy. Dạ. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Tôi tên là Liên. Chào hai ngày nay rồi đó. Dạ, tôi bị thoái hóa hai cái khớp gối cả hai bên. Đi lên đi xuống cầu thang thì rất là đau, rồi khi ngồi xuống thì ngồi không được. Lúc nãy vừa mới được các bạn ôn chữa và tiền minh ôn chữa thì tôi thấy nó nhẹ hơn rất là nhiều, nó không bị lạnh cái chân nữa, nó ấm hơn. Rồi, đi với chị khó chừng đã thì dạ, mỗi đi. Ok, cảm ơn chị. Cảm ơn. Cái bớt rọt rẹt rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.